mình vá cái lỗ lõm này lại nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình vá nè. Con aquel transmite, con esta está viendo todo lo que le escriben. Primero el medio. Ok. Hello các bạn. Các bạn hãy phong share cái video này ra nha. La protección, la hidratación, no le puse nada, ¿verdad? Trước khi mà mình là những cái móng dip á, dip cái gắn gắn móng á. This one, not wrong, you know. It's okay, it's okay. Okay, trước khi mình dip gắn móng á các bạn, mình dip gắn móng á trước khi mình dip màu á, mình phải xử lý những cái lõm như vậy. Chứ không thôi mình dip design, mình làm đẹp nhưng mà khách nó lật ngang qua. Mình lật ngang qua nó bị lõm cái là thất bại luôn. Cái bước này là mình vá cái lỗ lõm lại không, vá cái lõm giữa cái móng, tại vì khi mình gắn móng á chắc chắn nó sẽ ra một cái gáp. Các bạn mài đi sao đi chăng nữa cái gáp này nó vẫn là cái gáp đó, trừ khi nào nó bay cái móng ra luôn thì nó mới không còn cái gáp, chứ cái móng nó còn dính nó sẽ còn một cái gáp, không ít thì nhiều ha. Lát giũa, lát giũa. Lát giũa. Từ từ. Xin đừng vội vàng, xin đừng vội vàng. Tiếp vô. Nào, đưa tay bên đây. Anh sao chị? Có gồng quá không? Có bị gồng quá không? Ok. Sorry. It's okay. It's okay. So when you're going to come back to do this again? When I gonna go back? Here? As supply. If you want us to be here, come and support us. Okay. Buy our product. buy our product. That means like supply gonna refill the product. And when they buy the order big enough, the chisel gonna send me here. So you support me, I support you. Is that a win-win situation? That makes sense? Yes. Yeah. Cái này Hà Deep hỏi cần làm ha. Hỏi cần xử lý cái này. So why you don't put tip in the... Not yet, not yet. This one we have to do this one because you know when you apply the tip is always have the gap over there. If we don't take care the gap good, when you dip the color, you gonna see the dent. The dent. Now we process the dent to make it no dent no more. Okay. Lấy cái quạt ba tiêu ra coi. Yo también la sacudí así después porque se embarra el líquido, se le embarra de... Và cái này mình build cái độ dày cho cái móng luôn nha các bạn. Từ từ mình xử lý và mình vừa xử lý cái móng này ha. Mình vừa xử lý cái lõm của cái móng mà mình vừa build cái độ dày cho cái móng luôn. Mình dip lên tầm khoảng 80-90%. Dip vô cái clear. Mm-hmm.
Và cái chai Phong đang làm, cái chai Deep Phong đang làm là cái Super Bay của Chisel. Cái mà không cần phải xài activator nha các bạn. Nó tự động nó khô luôn. El número 4 no me gusta, es el disque brillo. A mí sí me gustó. Yo le pongo del otro mejor, queda más brillante. Nada más que lo único que yo pienso, lo único que no me gustó fue esto, mira. Các bạn hãy Phong share cái video này ra nha, để cho nhiều người nó tiếp cận được với nhiều người hơn. Những người mà có đôi khi họ chả biết cái nail là cái gì các bạn. Họ chỉ biết Facebook mà họ cũng chả biết là đi kiếm những cái video để mà học ở đâu hết. Thật lòng là vậy á. Nhiều người ta thường là những bạn mà hơi không có xài về cái social media nhiều đó. Đó thì cái share của các bạn á, nó help cho tiếp cận được cái nhiều cái những cái người đó hơn. Cũng tội họ lắm các bạn ơi. Họ cũng muốn học, không ai chỉ hết. Cũng biết kiếm đường mà đâu mà coi nữa. Mà Phong thì Phong không có xe được nhiều. Tại vì biết sao không? Ủng hộ Trump dữ quá. Ủng hộ tổng thống Trump dữ quá. Nó bịt miệng luôn. Bịt nói à quý vị ơi. Bệnh gì phải cử quý vị? Lóc thế lóc nữa nói là cứ nói. Trời, mình đâu có phải mình sợ sệt mà mình dám nói đâu. Mình thích Trump. Không, mình yêu mến Trump là mình phải ủng hộ, ok. Mình đâu sợ đâu các bạn. Hả? Tính chơi cái chiêu bịt miệng để làm mình sợ không có đâu nha. Có đâu nha. Có đâu nha anh Mark Zuckerberg. Ok. Mình rất là yêu mến cái vị tổng thống đó các bạn. Tính mình một khi đã yêu ai rồi sẽ yêu đến trọn đời ha? Tính mình nó vậy các bạn ơi. Mà mình đã ghét ai rồi mình cũng ghét đến trọn đời luôn. Ok rồi, bây giờ nó tự khô rồi nè. Đó, mình làm cái nó tự khô rồi bắt đầu mình xử lý nha. Ok, we gonna view the real. Ok, mình phải mài. Thì lát cái tay nha. Đừng có gồng tay quá. Nãy giờ không có bỏ activator nha. Nó vẫn khô. Ok, you see, now it no more gas. Yeah, you can touch. See? That's how we take care of the den. Okay. Uh-huh. Den tiếng Mỹ là nó bị lõm á các bạn. Hai em mẹ ngồi đây nói trời cho tao sờ đi. Lạ lắm lắm các bạn. Người mẹ họ lạ lắm lắm. Nhưng mà mình không được chủ quan nha. Mình không được chủ quan á. Người Việt Nam mình không được chủ quan à. Nói ít hiểu nhiều nha. Nói như đó hiểu rồi á. Mẹ họ chịu học hỏi lắm á. Mình ỷ là mình mấy chục năm hả. Nó bứng mình là nào cũng hay luôn á. Nhớ ha. Tương lai là người mẹ
mẹ sẽ nói ngôi ngành lĩnh vực nào đúng không con? Hả? Trời ơi. Trời ơi, hên xui mà thấy xui nhiều hơn rồi đó. Tại vì giống như cái tốt của chị. Nhưng mà Việt Nam sẽ qua. Việt Nam những người Việt Nam sẽ qua. Cầu nguyện cho tổng thống Trump lên đi. Tổng thống Trump sẽ lock cái biên giới lại. Dạ. Người nào giấy tờ đây gì? Thôi không nói chính trị. Ha. Không nói chính trị. Bị luôn không? Bị luôn. À, nhiều đó đủ rồi. Không nói chính trị nha quý vị. Khi nào mình không có đi show cho công ty, mình nói thoải mái. Còn mình đang under chisel, ok. Từng lời ăn tiếng nói của mình ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Ngưng. Nói nhiều kém sang. Sợ có bệnh không? Nói chung là mình phải cố gắng ha, các bạn Việt Nam mình cố gắng ha. Phong cũng góp phần cho cộng đồng ha. Phong góp phần cho cộng đồng làm nail Việt Nam mình chút xíu, chút đỉnh, chút xíu thôi, không nhiều. Chút đỉnh thôi, Phong nhỏ bé lắm. Nhưng mà Phong góp chứ bạn cũng phải chịu khó học. Chứ mà nước đổ lá môn thì thôi cũng thua luôn. This one they call that là Legion of the Real Bit. Legion of the Real Bit. Đầu vũ huyền thoại Hy Lạp. Đầu vũ huyền thoại. Huyền thoại là Legion chứ gì nữa. Khách nó hỏi là đầu vũ này đầu vũ gì thì mình trả lời. Cái paso mi amo. Khách hỏi ha, là vũ gì? Không nói là vũ này là vũ The Legion of the Ribbit. Vũ này là vũ huyền thoại. Legion là huyền thoại gì nữa. Đầu dũa hả? À, đầu dũa đang dùng là đầu dũa fine hay là đầu dũa medium? Đầu dũa này là đầu dũa em medium á. Em medium, ok. Medium. Rồi, ok. Cái này Phong sẽ làm ombre đỏ đen nha. Deep ombre đỏ đen. Nghe cái tên này thấy nóng lạnh nè. Nghe hello anh. Hello. Anh khỏe hello. Không anh? Dạ, cảm ơn anh đã tới coi show nha. Anh có làm nail không? Có. Dạ. Anh có câu hỏi gì không? Cứ hỏi gì con. Biết gì hỏi cho em. À, ok thì cho cứ coi thì có gì thắc mắc cứ hỏi nha. Không hép được gì không hép. Trước khi mà dip đỏ đen á các bạn nhúng vô cái hũ bột. Để ăn chi các bạn biết không? Nhúng vô cái hũ bột lia các bạn biết ăn chi không? Chị biết chi không? Để cho cái màu đỏ màu đen nó đỡ dính vô da. Lát mình phủi cái nó có lớp bột lia đó. Nó đỡ dơ. Nè, cái lớp bột lia vậy nè. Nó đỡ được phần thôi, chứ không phải là nó đỡ hết. Nhưng mà đỡ được chút cũng được rồi. This one, the red is a strong color. I do that. Later on, it's easy to take off the red on the skin. Trick. Rồi, không làm cái lá hồi á, nó tày quầy luôn á, đỏ lè cái tay mình luôn á. Ghê lắm. Đỏ mạnh lắm.
Nhà mình deep ha. Lo pone para que como que su piel agarre polvo y cuando él sacude se le va a quitar la piel. No se le va a manchar. ¿Te acuerdas que se mancha todo el dedo? Primero hay que poner el clear, pero sin líquido ni nada. Para cualquier color. Không, nó đỡ đỡ được chút ha, lát phủi ra hết. Y no llegas hasta aquí. Ahorita no. Lo que hice primero fue para deshacer el hoyo, porque tendría que ir el hoyo. Qué bonita la mujer. Hágase las mire. Ay, no, no quiere poner los colores que quiera. Usted dígale que sí puede escoger el color. Pero no es que ya tenía citas. ¿Es mi novia? Sí, lo puede hacer. Nhớ sơn cho nó đầy đủ không? Ôi, esa la dejó cuadrada, mire. La gorda de ese dedo la dejó cuadrada. Đầu đũa hiểu gì hả? Đầu giữa huyền thoại Hy Lạp. Eso es lo que único que no me gusta, que todo es en polvo. Pero ahí están las gatitas. Voy a llevarme una y yo. Todos en polvo. Tiene como que es un mandil ahí, no ando más en polvo. Này, dính, dính vô hư ạ. Giờ áo nha. Áo này công ty. Guárdame cuando me gửi xuống. Giữ gìn. Se lo va a remandar. Đợi xíu nha các bạn. Desde abajo, no desde abajo. Mira la segunda pasada, la de desde abajo. Nhớ mình sơn mình đầy đủ hai bên hông. Make sure you cover on all the nail. Don't leave the space, okay? Sí, lo piden bastante. Chỉ cái thả lỏng nha, đừng có cong vậy quá khó làm. Relax your fingers. Tan fácil que se ve, amiga. Hermoso el color rojo. A ver qué hace. Đó là hai lớp màu ha các bạn ha. Các bạn thấy nó còn ướt không? Nhúng vô thêm lần nữa nha, cho nó ăn bột. Không, phủi cái, đi hết. Because the clear powder cover. Không có cái đó là thôi nó dính tài le ghê lắm. Tercera. La porque es que lo que dio primero era un relleno. Era como un relleno para quitarle.
Lo que no me gusta es cuando ve rojo negro se mancha bien feo el look. Nhớ mình sơn cẩn thận ha các bạn ha. Cho nó đẹp, thiệt là đẹp luôn, lát mình đảo về vũ. Ombre đỏ đen nha các bạn. Làm ombre đỏ đen. Nói ombre đỏ đen, ủa gì chứ đen đâu. Từ từ. Từ từ nha quý vị. Chuyện đâu còn có đó nha quý vị. Đây là cái lớp màu thứ ba. Ok. Rồi bây giờ mình phủ đi nè. Thấy không? Không có cái lớp, không có cái lớp clear nãy là phủ tới mai luôn. Cái màu đỏ này nó dơ lắm. Cái màu đỏ nào nó cũng dơ hết. Ha, đỡ dơ. Nãy tay của Phong nè ha. Tay của Phong không có cái lớp bột clear hay nó dơ. Kệ mình dơ không sao. Ok. Rồi bây giờ nè. Tại sao Phong không rắc cái hũ bột, không có rắc cái móng màu đỏ này vô cái hũ bột clear các bạn. Màu đỏ này em mạnh nó làm dơ cái hũ bột clear của mình. Hủi ha. Ok, solid fine. Oh my goodness. Really beautiful. Mira, mira. Oh my god. See? You see the magic? Yes. What they call that? Really beautiful. What they call that? They call that experience. Oh my god. Làm cái hai em bể này toàn là oh my god, oh my god, oh my god luôn quý vị. Ha, ra đỏ đen rồi đó. So how you the white? Hả? Huh? So why you put the pink, all the pink? No, not the white, that's clear. No. If you do ombre white and yeah, color. You use the chisel OM60A. You do the pink and white. Đó, ha, đỏ đen. Muốn càng muốn đen bao nhiêu thì càng nhúng vô bao nhiêu. But if you do this color, you do the color pink and then do the white like that? Yeah. Uh-huh. Mà phủi á, phủi nó cũng đi nhiều đâu. Hả? Nó cũng đi chút xíu nè. Nhúng vô lại. Đó. Nó ăn cái màu đen vô. Thả lỏng cái tay chị ra chung. Thả lỏng tay chị ra. Căng quá làm được. Se va a ver muy bonito.
Còn còn cái món này chưa làm nữa chứ. Cái này là cái phiên bản Ombre một nút nhạc phiên bản 2 nha các bạn. Thời đại lúc đầu là xài cái mát treo, nhưng mà giờ này cái cách làm này không có cần phải xài mát treo. Little by little, yes. Little by little. Rồi, nếu mình muốn đen, mình sẽ làm thêm một lớp nữa. Hello con, khỏe không con? Đừng mua tay nha. Đừng mua tay nha. Rồi, đừng có nhúng cái này vô, nó hư hũ bột lê. Muốn đen thì làm thêm lớp nữa. Cộng nè, cứ mà chết mồi dính đen vô trong đây. Không, cái đen này dễ dơ lắm. Muốn cho nó đen thêm cái đầu thêm thì nhấp thêm cho nhiều vô. Cứ nhấp nhiều vô. Biết sao không nhúng vô, nhúng vô hư cái hũ bột lê của mình luôn. Nè, muốn nó đen lên, cứ muốn mà nó đen nhiều lên thì nhúng nhiều vô. Sơn ở trên đây trước nha các bạn. Khi đi cột trước là bắt đầu kéo nó xuống. Cứ càng muốn cho nó đen thì cứ nhúng nhiều, cái là đen thui đầu móng. Quên ha, quên xem đi nữa là nhúng vô. Rồi, muốn cho đen thêm chút đúng không? We're gonna do it again on the tip.
Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ sơn toàn bộ cái móng này. Rồi. Hết màu đẹp. Trời nó tự nhiên nó đỏ lên luôn ha. Đỏ mà nó còn đen nữa. Hay quá. Bóng luôn ha. Dạ. Tự nhiên nó mờ bóng. Phổi và bóng. Giống như xe mà người ta sơn hai lần. Ủa là chị gửi cái số kia rồi. Số kia người ta chắc là làm gì anh em thôi. Nhưng mà anh làm vậy là người ta coi lại là từng người ta lắm. Cái con này nó coi mà nó mê. Đưa thờ thì chắc nó chửi. Nó đang đợi không là. Wow. Nãy chị nói là xong rồi không? Không mà vũ nó thôi chú. Rồi xong. Để nó tự khô nha. Phải đưa vô rồi. Rồi bây giờ thôi. Cái màu đen màu đỏ này dơ quá, đậy nó lại ha, làm cái màu khác. Giờ bây giờ mình làm một cái cặp màu khác nha quý vị, trong chương trình của mình nha. Rồi từ đây từ đây đây phủi tay cái thông cảm nha, đây nó hơi dơ chút xíu thông cảm. Bây giờ mình sẽ làm cái màu này. Cái gam màu này là cái gam màu mới ha, tươi trẻ, solid 236. Đẹp quá à, ai làm lại shop hả? Dạ cũng thường thôi à. Dạ cũng thường thôi. Thế bây giờ mình làm, bắt đầu mình làm ha. Mình làm cái này là mình làm theo kiểu ông Ray tiếp đi ha. Ông Ray tiếp. Ông Ray tiếp đi, cho nó đỡ ghiền. Para hacer el otro color, ¿ah? Kiss me. Dốc cái tay lên giờ nè. Thả cái này ra đi chị. Thả cái này ra. Thả ra. Thả. Nó chị bó tay quá, khó làm quá. Thả lỏng ra, thả lỏng cái tay ra. Này mình sẽ làm hết luôn, hết cái màu này luôn. Thả lỏng. Rồi.
Rồi bây giờ mới làm chính thức là làm ombre này các bạn. Dạ, trả lời vậy không đẹp gì mà ai làm đẹp. Làm vậy mới lấy tiền được chứ anh chị em và các bạn. Làm không đẹp đâu có dám lấy tiền, người ta đã chửi. Chửi mình quê lắm các bạn ơi. Nhúng màu trắng luôn. Hai kiểu làm ombre nó khác nhau. Nhóc tay xuống nữa ha. Rắc trên Kiriko trước nữa ha. Búng nó ra. Đưa lên đây rắc xuống dưới. Búng nó ra. Ha. Nhúng vô cái hũ màu trắng. Được chưa? Nhanh không? Mình làm nó muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm à. Dốc cái tay xuống thấy không? Các bạn thấy dốc cái tay xuống không? Dốc cái tay xuống nè. Lấy cái này nè ha. Thả rắc lên kia đi cổ ha. Ha, thấy không? Búng nó ra. Rê xuống, rắc xuống dưới. Búng nó ra. Nhúng vô cái màu trắng nè. Đó, thấy chưa? Kiriko nè. Búng nó ra. Búng nó ra, rắc vô bột clear. Cái màu đen này dính vô một cái là giờ nó ăn cái này dơ lắm. Bởi sợ màu đen là vậy ha. Màu đen nó dơ như thế. Không dám rắc vô luôn. Dốc này xuống nè ha. Kiriko nè. Đó, búng nó ra. No las estoy cobrando ahorita porque solo estoy practicando. Ahorita tengo aquí una clase. Se las hago así. Nhúng nó vô. Nhúng nó vô. Tech xịt nhiều đồ nghề quá. Đúng rồi, tech xịt là đang dẫn đầu về ngành nail nha các bạn. Texas là cái tiểu bang đang dẫn đầu, đang lead cái nail industry của Mỹ nha. Những tiểu bang khác nó cũng mạnh nhưng mà không mạnh bằng Texas. Từ cái tiệm nail, cái nguồn nhân lực cho tới cái hãng này nọ bây giờ người ta đầu tư vô những cái nail factory á. Họ đầu tư vô Texas nhiều lắm. Distribute ở Texas nhiều lắm. Rồi bây giờ nè, các bạn làm tới đây mà các bạn cảm thấy mà cái màu ở trên đây mà nó chưa che được á, các bạn phải làm thêm một lần nữa. Còn mà các bạn đã làm thấy nó ok hết rồi, các bạn ngưng ha. Còn riêng Phong thì Phong muốn cho cái Kiriko của Phong á, nó
đầy đủ bột hơn. Thì Phong chỉ rắc, Phong chỉ làm cái này không, Phong làm thêm một lớp nè, làm thêm một lớp mà Phong chỉ rắc Kiriko only thôi, không có để cho bột nó rớt xuống dưới nha. Nè, Kiriko only thôi, cho nó đậm Kiriko lên. Rồi bắt đầu mình nhúng vô cái hũ bột clear. Đó, cái này ok chưa? Cái này Kiriko cho miếng nữa đi. Lát hồi sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm cho cái màu trắng này nó lên đều đẹp nữa. À, bây giờ lo Kiriko trước. Từ từ tính cái khúc đó. Kiriko nè ha. Bún nó ra. Kiriko nè. Make sure Kiriko. Rồi, bún nó ra. Đúng như hũ bột liền. Cái này thì cả ngón nó vậy rồi. Lát hồi Phong sẽ vẽ bông ngay chỗ đây ha. Vẽ bông hay là làm marble cũng được, cái nào cũng được hết. Khi mình phủ ra sẽ gặp những cái trường hợp là cái màu này nó câu vào nhiều cái màu trắng quá, nó làm cho cái màu trắng nó bớt đi, thì phải làm sao? Sau khi phủ ra lấy cái super white này nè, nhấp vô, nhấp vô, nhấp ở dưới đây nè ha, nhấp ở dưới đây nè ha, bắt đầu đưa lên trên cái, nhấp dưới đây nè, lâu lâu chọt lên trên cái nè, nhấp nhấp nè, nhấp nông này không, chọt một cái vô sâu luôn, vô cái ốp một cái luôn ha, nè nhấp 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 nông nông chút này ha, nhấp ở ngoài cái đầu móng này ha, ha cái là canh me này điểm ốp một cái lên trên luôn, thấy chưa, nè nhấp 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 nè, nhấp ở ngoài nè ha, thấy chưa, thấy chưa, bún ra nè, bắt ốp lên cái lên nè, đó cho nó trắng cái đầu móng lại. Thấy chưa? Nó trắng cái đầu móng lại, thấy chưa? Nè. Nhấp vô. Hoặc là lấy cái màu OM60A đó. Đây, cái màu OM60A này nó mạnh nhất nè. Nó mạnh hơn cái Super White luôn. Cái này là OM60A nè. This one stronger than the Super White. Kiss me. Ừ. Cái này chiên để làm ông Rem một nốt nhạc nè. Nó chẳng héo cái đầu ra luôn ha. Cái này là dip OM60A là chỉ là dành chiên cho đắp dip ông Rem một nốt nhạc nha các bạn. Không có đắp được. Ừ. Nó chẳng tinh luôn không? Nguyễn Tân, thank you very nhiều nha. Và bây giờ mình siêu toàn bộ cái móng này lại của mình. Chưa? Đó, nhúng vô, anh nhúng vô clear. Chưa? Cuando se le pongan los pelotes, le puede aplastar con el dedo. Sí, le aplasta.
Eso va todo el mundo. Xong rồi, xin mời thí chủ ngồi xuống. Bần tăng nãy giờ bần tăng quải thí chủ lắm mà, thí chủ mà gồng tay quá luôn á thí chủ. Rồi rồi, để đây ha. Nãy giờ không có xài Activator nha. Chỉ xài một chai duy nhất Super Deep Bay thôi. Rồi bây giờ mình làm nè. Nãy giờ hoàn toàn không sử dụng No Activator nha. Nãy giờ là không có sử dụng Activator nha các bạn. Mà nó khô cong, khô queo luôn nè ha. Nó khô cong, khô queo mà vũa đã lắm, cứng nhắc luôn, không có sợ. Không khô, em nó thế này thế kia, đã lắm. Xài cái Super Deep Bay này đã lắm luôn. Because this one already thick enough. If I dip this one with a clip powder, it's gonna hold, you know, it's gonna, you build a mountain on the nail. I don't want it to. So I just need to seal that. So I do the dip, super dip bay. I don't dip into the powder. I leave it like that. So the dip base, the super dip bay, it seal that, but it's still thin. You know what I'm saying? I don't want my nail so thick. Es que no me sale tanto porque 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 es que no me
Rồi, sao đụng cái này rồi? Đụng cái này hả? Ok. Ok, ok. Mày sao? Nè, chị đụng nè. Ok chị. Hello Phong Võ, hello Nguyễn Tố nha. Bây giờ mình vũa xếp nha các bạn ơi. Những cái xếp này mình phải vũa bên dưới trước. Ok. Mình vũa bên dưới cho nó mỏng trước. Hello Crystal, màu vàng là nàng mới biết yêu. Đúng rồi, mới biết yêu à. Mới biết yêu hôm qua. Mới biết yêu hôm qua thôi. Đừng dụ nha. Đừng dụ nha. Dụ là mấy anh chết với em luôn á. Lấy nè. Deep ombre, đúng rồi, cái này là deep ombre. À, Nguyễn Nguyễn, deep ombre nha em. Deep, cái màu này rất là khoai các bạn. Những cái màu đỏ đen này rất là khoai. Vũa bên dưới trước.
Cái màu này mình xài là cái màu vàng nè, là cái màu màu mới nha các bạn, trong cái solar, trong cái collection mới của Chiso Solar 236. Thank you. Điều hôm nay đúng rồi em. Phương Phát thôi nè. Hello Michael Phúc Phạm nha. Trả lời về nè, không đẹp gì mà ai làm đẹp hơn thì hơi bị khó. Đúng rồi. Ở bên tiểu bang Alata có bán gì? Có bán cỏ phủi điếp em là sao không hiểu? Em học, đang học điếp ombre mà nãy giờ em bận làm khách. Mới vào thấy anh làm đẹp quá. Thank you em, thank you very nhiều. Thank you Bích Huyền nha. Nói chuyện Bích, Bích Nguyễn. Bích Nguyễn nói gì đây? Phong Trần nói chuyện dễ thương. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Bích Nguyễn nha. Thả tim chị cái. Để ý cái cách phong vũ sếp nãy giờ không? Có để ý không? Để ý cách phong vũ sếp nha. Vũ bên dưới trước là không mới vũ sếp. Quay ngược cái tay lại nè các bạn. Atlanta không có bán cọ làm ombre. Trời ơi, không có bọ là ombre hả? Rồi, từ từ sẽ có nha. Từ từ sẽ có nha. Từ từ sẽ có nha. Nha chị Bích Nguyễn. Cái màu đỏ đen này màu deep chua lắm nha. Đen, trắng đen. Trắng đen thì khỏi nói rồi. Điếp mà trắng đen là nó thuộc dạng như là thâm cung bí sử rồi các bạn. Rồi, xong.
Chúng mình xin đi xem coi. Phải lỏng tay nha. Michelle, Cristian. Oh, ahí dice Socorro que ya se va. No sé, dice que no hay nadie ahí. Oh, entra para que te quedes ahí entonces. Al ratito va a llegar Daniel. Này khó bay luôn hả? Khó luôn. No. Mình xài cái này mình không cần xài bay. Sí, no. Entra porque ya se va. Ah, pero no creo. Thôi bây giờ này nè, không vẽ chị một cái bông hồng đây đi, chứ để cái này mà không vẽ gì ủ lắm. Không vẽ chị một cái bông hồng ngay đây. Đó, từ từ nha. Bữa nay là cho chị vườn hồng ngày xưa đã úa tàn luôn nha. Con tim khổ đau đã heo mòn luôn. Thiếu chút nữa. Rồi, đút vô máy chị. Thank you. Cái này là marble. Phong đang xài cái top coat này là top coat 2 size top coat nha các bạn. Không có cần phải sơn bay. Mà sơn trên dip á, không có bị chóc, không có bị turn yellow. Ha. Đó, là cái chai này nè. Cái chai này nè. Wow, quý vị đi. À, bây giờ mình sẽ vẽ bông ngay đây, mình xài cái chai treo này ha. Chisel plumbing treo. Tại vì hả, các bạn biết sao không? Có cái nền đỏ đen này mà trời để nó không vậy, nó khó chịu. Nó khó chịu lắm các bạn ơi. Nên phải vẽ chút xíu. Nó ngứa nghề. Rồi, ngồi yên nha. Ngồi yên nha thí chủ. Thí chủ ngồi yên nha thí chủ. Chai treo trắng đen của chị Sò. Usted no puede así, Miriam.
con el consolito. Sí, pero no lo tengo. Ahí en Chase lo venden el juego. Wow. Vienen de todos los tamaños. Yo aquí ando sin comer, ¿tú crees? Pero no, no. Kiến chịu yêu đâu? Kiến chịu yêu đâu? Đèn chịu yêu đâu? Chịu vô. Chica, ¿cómo está el galón de acetona hecho? ¿Dice? Ay, ya no sale. Eso no creo que lo venda. Aquí voy a ir a ver porque me voy a llevar acetona y mamá me va a tener que tengo un poco. ¿Qué más era? El gel para las piedras. ¿Qué más? Ya me lo voy a también. No sé si estoy teniendo la aplicación. Trời ơi, những cái nắp. Những cái nắp quá. Trời ơi, có ai cho mượn chai dầu xanh không? Quý vị ơi, cho em mượn chai dầu xanh đi quý vị ơi. Em xa cho cái nắp của em quý vị ơi. Cái này cái chụp chụp nó lâu, nó nặng nề, trong khi đó mình chụp cái này mình xẻ liền, mình móc xẻ liền nó lẹ. Trời ơi, chết. It's killing me. So pretty. You do. What?
que lo están porque está súper. Cái nó ấm á. Cái này tuyệt tuyệt. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Thua. Cái nắp này chắc cắt dục quá quý vị ơi. Kêu cho mượn chai dầu xanh mà không ai cho mượn hết. Wow. Thôi đi. Rồi bây giờ làm tiếp ha. Cũng xài tiếp cái chai này luôn. Y yo comí antes de venirme. ¿Qué hice comió? Ya hice... ¿Qué tal estuvo en la fiesta? De la patada. Okay. No me gustó. No sé cómo pudo estar bien. Es una carne a la plancha. Con pasta y una coliflor cosita, coliflor, pasta y una carne de plancha. Thì anh mới trả lời rồi đó em. Anh chụp cái máy treo nó lâu. Anh chụp cái máy treo nó lâu thì bây giờ anh chụp cái đèn pin nó lẹ hơn. Chung thôi treo nó loang đã hết, nó hư hết. Nó tiện, nhiều khi mình gắn cái hộp lên á, mình phải có cái đèn pin chiếu vô liền chứ thôi hộp nó chạy. Thế sao quý vị? Thấy ổn không quý vị? Nếu ổn thì like, mà nếu không ổn thì cũng like ủng hộ. Ok, switch. Phong cách con chó đốm ha. Switch. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng rồi các bạn ơi. Tự nhiên nhìn nó thấy nó bánh bèo lên liền ha chị ha. Ừ. Nhìn nó đẹp quá.
No es aquel el que da las clases, ahí está, mírelo. Vamos a ver, el pelo rubio. Nè, ẩn vô. Sí. Ẩn vậy nhìn nó mới huyền bí chứ. Ừ. Son aquí las clases. Pon en otro lado. Ẩn đẹp quá. Chú thấy có phim 101 con chó đốm chưa? Đây, đây con chó đốm thứ 102 nằm đây. Trời ơi, nó là kính thưa các loại ăn chơi luôn. Không thiếu thứ gì. Nhà không thiếu gì, chỉ có thiếu nợ thôi nha quý vị. Không, cho khi cọ rồi. Rồi. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bột móng ha. Rồi, cái cách làm thì Phong đã show cho các bạn biết hết rồi. Cái này là cái style bánh bèo nha các bạn. Còn cái style này là cái style sang trọng ha. 101 con chó đốm. Và con này là con thứ 102. Ok. Cuối cùng thì sau mấy chục năm đã tìm thấy con chó đốm thứ 102 rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bạn nào muốn order những cái tất cả những cái sản phẩm của Chizo. Ok, thì làm ơn gọi cái số phone ngày hôm nay để lấy cái good deal 214-2148-000. Gặp Linh nha. Linh, L-Y-N-N. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, support Phong. And thank you for watching. I see you next video.